kiếm hiệp đặc sắc Công Phu Bút xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Đông Phương Ngọc, Phục Ma Pháp Tạng, qua phần diễn đọc Chương Dũng. Bàn diễn bất giác thất sắc lùi lại một bước. Nói thế tên Hạ Tổng Quản lúc nãy chính là các hạ ư? Điều ấy chính Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia cũng lấy làm bất ngờ, vì chính hai nàng đã cho Hạ Tổng Quản ngửi phải hoạt tâm thuật để nghe mệnh lệnh sai khiến của hai nàng, buộc phải dẫn họ thoát khỏi đảo. Ai ngờ tên Hạ Tổng Quản này chỉ là Mộ Dung Thanh Đồng giả trang. Mộ Dung Thanh Đồng cười đắc ý. Ban huynh không ngờ có chuyện ấy ha. Ban diễn cung kính cung tay. Lão phu dâng lệnh tới đây, không biết Hạ Tổng Quản lại là các hạ, nên lúc nãy có phần mạo phạm, xin các hạ lượng thứ cho. Mộ Dung Thanh Đồng nói, ta không thích nói nhiều, ban huynh có thể về được rồi đó. Ban diễn hơi ngây người nói, có điều cái gì, ta bảo ngươi về, ngươi dám không về? Ban diễn cũng từng là một nhân vật thành danh lâu năm. Hắn muốn cãi lại nhưng rồi tự biết chưa thể là đối thủ của Mộ Dung Thanh Đồng, nên đành cười gượng. Xin Mộ Dung lão ca minh giám cho, lão phu phụng lệnh hành sự. Bốn tên này, Mộ Dung Thanh Đồng trầm sát mặt. Bốn tên tiểu tử này là do ta rủ họ đi khỏi đảo. Người hãy báo với Tề Thiên Thần, coi như là mọi lỗi ở ta đi. Nói xong câu ấy, Mộ Dung Thanh Đồng không lý gì đến ban diễn nữa, vẫy tay với bốn người. Các tiểu tử còn chưa theo chân lão nhân gia ta đi cho rồi ư? Ban diễn cười gằn, Mộ Dung lão ca không định làm khó lão phù đấy chứ? Vừa nói hai tay của hắn vừa động đậy. Hắn chỉ hỏi khách sáo vậy cho có chứ. Hai tay của hắn vừa động đã phát ra một luồng kinh lực, ngấm ngầm chặn Mộ Dung Thanh Đồng lại. Mộ Dung Thanh Đồng tự như là không hề có ý đề phòng, đợi kình lực vô hình quạt tới trước, mặt giả vờ hoảng hốt, trong lúc vội vàng song chưởng cất lên bất giác lùi lại liên tiếp mấy bước. Nhiếp hồn chưởng ban diễn vẫn đứng ở nguyên vị, kình lực không ngừng phát ra. Mộ Dung Thanh Đồng cười nhạt, ban diễn, người dám ngang nhiên đánh lén ta như thế, ý muốn tỉ thí chăng? Thái độ của hắn có vẻ rất là ngạo mạn. Hai mắt của ban diễn lạnh lẽo, nhưng ở trong bụng lại khởi nghi. Bản lãnh của Mộ Dung Thanh Đồng nổi tiếng tuyệt thế, không hề kém giáo chủ. Sao ta chỉ mới thi triển có năm thành chân khí, mà đã bức bách y thối lùi luôn mấy bước như thế chứ? Ban diễn nguyên là một người thâm hiểm, tuy bụng đã khởi nghi, nhưng không hề lộ ra bên ngoài mặt. Hắn vẫn lạnh lùng nói, ta phụng lệnh tới đây, đương nhiên là phải bắt bốn tên tiểu tử này về đảo. Nhưng đã lỡ gặp Mộ Dung lão ca, ta rất nể nang lão ca. Mộ Dung Thanh Đồng kêu căng, chính vậy, người hãy bảo với Tề Thiên Thần rằng bọn tiểu tử này đều do ta dẫn chạy là được. Ban diễn cười gượng, tiếc rằng ta phụng lệnh hành sự, nếu trở về tay không là không làm tròn trách nhiệm, do đó ta nghĩ ra một cách. Ta không thích nhiều lời, người có cách gì cứ nói. Cách của ta là muốn thử với lão ca bốn chiêu. Nếu ta không chịu nổi bốn chiêu của lão ca cứ việc dẫn bốn tên tiểu tử ấy đi. Vừa dứt lời không cần Mộ Dung Thanh Đồng chấp thuận hay là không, hắn chậm chậm nhấc song chưởng, nhìn thẳng vào mắt của đối phương lạnh lùng quát. Mời lão ca ra chiêu. Mộ Dung Thanh Đồng tuy vẫn đứng yên bất động nhưng thái độ đã tỏ vẻ bất an. Y trầm giọng nói, bàn diện, ta nghĩ rằng ngươi có nằm mơ cũng không thể biết. Trong 20 năm nay, ta luyện thành công phu gì? Ta chỉ nhấc một tay, ngươi ắt chết liền. Ta khuyên ngươi nên cẩn thận đó. Ban diễn nhìn thái độ thẳng thốt của họ Mộ Dung, 10 phần đã đoán được hết 7-8, càng cười lớn. Mộ Dung lão ca đã luyện thành thần công tuyệt thế gì? Xin cho lão phu đại khai nhãn giới đi. Song chưởng đặt ngang ở trên ngực, hắn bước tới một bước cười giảo hoạt. Mộ Dung lão ca chắc tự cao về thân phận, không muốn xuất thủ trước,
lão phu xin mạn phép. Tả trưởng của hắn rít lên một tiếng, đập tới Mộ Dung Thành Đồng. Họ Mộ Dung tung thân lên cao, nhẹ tránh qua bên. Ban Diễn hừ một tiếng lạnh lùng, thì ra lão ca có lòng nhường, hãy nhường một chiêu nữa thử xem. Giọng nói của hắn có nhiều điều châm chọc, tả trưởng của Ban Diễn chưa kịp thu lại, hữu trưởng đã rít lên đánh thẳng tới. Trưởng thứ hai so đến trưởng thứ nhất càng mau lẹ hơn. Mộ Dung Thanh Đồng vừa tránh qua bên, chưa kịp ổn định thấy đứng, trưởng thế của Ban Diễn đã chớp nhoáng đập tới. Trưởng phong rít lên ào ạt, kéo thành những tiếng ghê rợn kinh người. Mộ Dung Thanh Đồng chuyển thân không kịp, vội vàng hết một hơi chân khí, thân hình cuốn lại, giang ra sau hơn ba bước, tránh được trưởng phong trong gang tấc. Nên biết mọi người vẫn đứng ở trên thuyền nhỏ, dài không quá hai trượng, rộng không hơn bảy thước. Lần thứ nhất Mộ Dung Thanh Đồng tránh qua bên, lần thứ hai lại phải lùi liên tiếp. Hắn đã đặt chân đến cuối thuyền, không còn chỗ nào có thể lùi được nữa. Hắn trầm giọng la lớn: Ban Diễn, người thật ép bức ta phải xuất thủ phải không? Người có thật phải là Mộ Dung Thanh Đồng không? Rất tốt. Song chưởng đột ngột giơ lên, kình lực tập trung vào hai chưởng sắp sửa phát ra. Mộ Dung Thanh Đồng, bốn người ở trên thuyền đều giật mình vì câu hỏi của Ban Diễn. Rõ ràng hắn nghi đối phương không phải là Mộ Dung Thanh Đồng. Giữa lúc ấy bỗng nghe Mộ Dung Thanh Đồng kêu lên nho nhỏ: Các ngươi sao chưa chịu chạy thoát đi? Chỉ thấy hai tay của hắn rung bật lên, mượn thế giọt người lên cao, dăng ra xa hơn hai trượng, rồi phi thân thẳng lên bờ nước. Ban Diễn cười lạnh một tiếng, song chưởng vẽ một vòng tròn ở trên không, thoát ra kình lực như di sơn đảo hải, truy kích theo sau lưng của Mộ Dung Thanh Đồng. Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc như thế, bỗng nhiên Ban Diễn thấy chưởng phong của mình đang truy kích, đột nhiên như bị một tiềm lực vô hình chặn đứng lại. Chấn lực rất mạnh, đánh bạc chưởng phong của Ban Diễn sang một bên. Ban Diễn chấn động trầm giọng quát: Cao nhân nào đến đó? Chỉ nghe một giọng từ tốn: Ban Diễn, người không ngại xoay người lại xem ta là ai chứ? Thanh âm vọng tới sau lưng, Ban Diễn khẩu khí và âm giọng rất giống Mộ Dung Thanh Đồng. Bọn người của Nhạc Tiểu Long nguyên đứng đối diện với Ban Diễn lẽ ra phải nhìn thấy rất rõ động tĩnh sau lưng của hắn. Nhưng vì lúc ấy tất cả đều chú ý nhìn tới Mộ Dung Thanh Đồng giọt thân lên không rồi chạy mất. Không ai lưu ý đến sau lưng của Ban Diễn. Chợt nghe thanh âm mọi người mới đưa mắt nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy sau lưng Ban Diễn một trung niên văn sĩ đang đứng khoanh tay. Riêng Nhiếp Hồn trưởng Ban Diễn càng kinh hoàng hơn nữa. Vừa nãy đúng là tên giả mạo Mộ Dung Thanh Đồng, đồng thời cũng là tên giả mạo Hạ Tổng quản. Hắn đã chạy khuất vào đám lao sậy rậm rạp, sao lại có thể thản nhiên đứng sau lưng của hắn? Người này cũng đã dùng chưởng đánh bạc được kình lực của Ban Diễn. Tất bản lãnh phải cự, thật là cao cường. Ban Diễn tức khắc quay người lại. Ban Diễn nhìn thấy rõ ràng một Mộ Dung Thanh Đồng vừa chạy mất, sao lại còn có một Mộ Dung Thanh Đồng nào ở đây? Hắn vừa tức giận lại vừa sợ hãi lạnh lùng quát: Các hạ là ai? Mộ Dung Thanh Đồng thản nhiên đáp: Sao, Ban huynh đến đội không nhận ra ta ư? Hai mắt của Ban Diễn đỏ ngầu lãnh đạm nói: Như vậy các hạ mới thật là Mộ Dung Thanh Đồng. Mộ Dung Thanh Đồng hơi cười: Ban huynh nghi ngờ ta là giả sao? Hắc bào của Ban Diễn lúc này khẽ động, tay phải của hắn chậm chậm đưa lên, giữa lòng bàn tay lập tức đã có một sắc màu tía. Trong khoảnh khắc, năm ngón tay thô sáp của hắn cũng biến thành màu tía. Hắn cười đau khổ: Hay lắm. Hai chân hắn bật lên, song chưởng đập tới mau như điện chớp, tấn kích ở giữa ngực của Mộ Dung Thanh Đồng. Mộ Dung Thanh Đồng đang khoanh tay sau lưng đột nhiên bỏ xuống, không né không tránh, cũng không hề động thân, cũng như không thèm coi thường chưởng lực của Ban Diễn vào đâu cả. Thật là quái dị, chưởng phong của Ban Diễn đập trúng ngực của Mộ Dung Thanh Đồng, nghe một tiếng bùng như đập trúng vào sắt đá. Mộ Dung Thanh Đồng vẫn đứng nguyên một chỗ nhưng không hề biết, còn Ban Diễn thì bất giác lùi lại ba thước. Mộ Dung Thanh Đồng lạnh nhạt cười một tiếng: Tử sát chưởng của Ban huynh ta đã lãnh giáo qua rồi. Mặt của Ban Diễn lúc này biến sắc, tay trái đưa lên vẫy một cái, đột nhiên hai chân bật lên, thân hình giọt lên không trung rơi xuống xa ngoài mấy trượng.
Tám tên đại hán thủ hạ vội vàng chạy theo ban diễn. Thân pháp của tất cả bọn chúng rất mau. Trong chớp mắt, tám mái chèo quậy xuống nước, chạy đi như bay ra ngoài biển lớn. Rồi chân chân thi lễ trước mặt của Mộ Dung Thanh Đồng. Được ơn lão tiền bối tương trợ đánh lui cường địch, Ngô tỷ muội hết sức cảm kích. Tuy nàng cảm tạ ân của người, nhưng giọng nói vẫn lạnh như băng. Ngay lúc ấy có tiếng xoẹt. Một đạo nhân ảnh như sao xẹt từ trên mặt đê phi xuống, rơi ngay bên người của Mộ Dung Thanh Đồng. Vừa đặt chân đã kêu lên: "Sư phụ, thì ra lão nhân gia đã tới, đồ nhi có thực gặp Mộ Dung lão tiền bối không đây?" Nhạc Tiểu Long và mấy cô nương nghe kêu đều kinh ngạc. Thì ra người đuổi lui nhiếp hồn trưởng ban diễn chưa chắc là Mộ Dung Thanh Đồng thật. Tên xưng là Đồ Nhi lúc ấy mới tự kéo chiếc mặt nạ xuống, để lộ bộ mặt thật là một thiếu niên anh tuấn, mi thanh mục tú, ước chỉ độ chưa tới 20 tuổi. Tên Mộ Dung Thanh Đồng kia cười ha hả, quét mắt nhìn bốn người rồi quay lại đệ tử: "Tiểu tử, nếu không có sư phụ kịp đến cái mạng nhỏ bé của ngươi, còn gì nữa không? Ta đã đuổi được ban diễn chạy dài, thì có giả dạng cao thủ đệ nhất thiên hạ, có gì là không được. Ngươi chút nữa là làm hỏng tên tuổi của sư phụ rồi đó." Thì ra giọng người ấy lúc nãy cũng chỉ là giả mạo, bây giờ đã biến thành thanh âm của một lão nhân. Tên thiếu niên anh tuấn cũng cung kính đáp lời của sư phụ: "Chẳng là lão nhân gia cho phép chúng ta không được lộ lai lịch, nên Đồ Nhi mới dám đùa cợt tên họ ban một phen." Lão nhân giả trang Mộ Dung Thanh Đồng lúc này nói: "Không sai, sư đồ chúng ta nên cẩn thận." Bởi vậy đột nhiên lão không tiếp lời nữa, rồi sai qua bọn Nhạc Tiểu Long: "Sư đồ của lão hữu còn bận nhiều công chuyện riêng, ban diễn tì đã bị lão hữu đuổi chạy rồi, nhưng sợ rằng hắn chưa chịu buông tha đâu. Chung quanh rừng Tùng Giang này đều có tai mắt của chúng, nơi này không thể ở lâu, các người hãy mau tìm đến Tùng Giang, ở đó sẽ có người tiếp ứng." Nói xong rồi phất ống tay áo, thân hình giọt lên không trung. Thiếu niên anh tuấn liếc mắt nhìn Hà Gia Gia hơi ngây người ra vì vẻ mỹ lệ của nàng. Y mỉm cười cung tay, thân hình bật lên như mũi tên cấp tốc theo chân lão nhân gia. Hà Gia Gia hỏi nhỏ: "Đại sư tỷ, xem hai sư đồ này lai lịch ra sao?" Cơ Chân Chân trầm ngâm: "Ta không nhận ra, nhưng lão ấy đón được một chiều tứ sát chưởng của bàn diễn, cũng là nhân vật chắc có lai lịch trong võ lâm." Sóng mắt của Hà Gia Gia đẩy qua Nhạc Tiểu Long lại hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Ý tứ của nàng hiển nhiên muốn rủ anh em của chàng cùng đi, nhưng Cơ Chân Chân đã đáp: "Đương nhiên là tới Tùng Giang, ta nghĩ có thể bọn ban diễn sẽ quay lại, tốt nhất là chúng ta hãy cải trang." Nàng dừng lời nhìn Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên: "Trong thân hai người có đem theo mặt nạ không?" Nhạc Tiểu Long đáp: "Huynh muội tại hạ xưa nay không hề sử dụng mặt nạ." Cơ Chân Chân cười lạnh lẽo: "Người nào xưa nay không hề sử dụng mặt nạ, hôm nay cũng phải sử dụng. Đeo mặt nạ, giấu mặt thật, e rằng giữa đường đến Tùng Giang đã bị người ta bắt lại rồi." Đưa tay vào áo, nàng rút ra một mặt nạ bằng da, vừa đưa cho Nhạc Tiểu Long nàng vừa nói: "Dạ dạ, người hãy đưa ra một mặt nạ cho Lăng cô nương đi." Nhạc Tiểu Long nghe nàng nói vậy, đành đưa tay nhận lấy mặt nạ đeo vào mặt. Cùng lúc Hà Gia Gia cũng trao cho Lăng Hạnh Tiên một mặt nạ khác. Nhạc Tiểu Long đã biến thành trung niên, độ 40 tuổi. Còn Lăng Hạnh Tiên cũng biến thành một phụ nữ trung niên. Cơ Chân Chân dặn: "Hãy nhớ từ nay các ngươi là vợ chồng, đến Tùng Giang thăm thân nhân. Mau giấu hết kiếm vào trong áo, đừng để cho ai nhận ra sơ hở." Nhạc Tiểu Long nghe nàng nói bất giác nóng bừng cả mặt. Lăng Hạnh Tiên thẹn đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. May hai người đã đeo mặt nạ nên không ai có thể biết được. Vừa dứt lời thì Cơ Chân Chân đã lên tiếng thúc giục: "Dạ dạ, chúng ta đi trước." Dứt lời quay lại bảo với Nhạc Tiểu Long: "Chúng ta sẽ gặp nhau ở phố Tùng Giang." Nói xong rồi hai bóng nhân ảnh phi thân lên bờ nước. Nhạc Tiểu Long bảo Hạnh Tiên: "Chúng ta cũng lên đường thôi." Lăng Hạnh Tiên nhẹ nhẹ dựa vào người của chàng, nhẹ giọng nói như hơi thở: "Long ca ca, chúng ta đến Tùng Giang rồi,
Không cần phải đi cùng với hai cô nương đó nữa nha. Nhạc Tiểu Long nhăn mặt. Chúng ta tuy đã thoát động xa đảo, nhưng trước mặt mịt mờ ta cũng chưa biết phải làm sao cho phải. Lăng Hạnh Tiên nói, chúng ta muốn cứu cô má má, theo tiểu muội cần phải gặp lão tiền bối bí mật nọ là hay hơn cả. Nhạc Tiểu Long gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy, nhưng làm sao gặp được lão tiền bối đó? Lăng Hạnh Tiên chớp mắt, chúng ta chỉ cần quay về Lỗ Sơn, gặp Đậu Hữu Lão Đinh hỏi thăm có lẽ cũng biết. Có lẽ cũng chỉ còn nước ấy thôi. Hai người giấu kiếm vào trong áo sau đó, rồi sánh vai nhau song song nhảy lên bờ, quan sát phương hướng rồi nhắm hướng tây lên đường. Chỉ một thoáng sau trời đã sáng hẳn, trên đường đã thấy nông phu dẫn trâu ra đồng. Nhạc Tiểu Long hỏi thăm đường đến Tùng Giang, rồi hai anh em vội vàng cất bước. Giữa buổi trưa hôm ấy, hai anh em đã đến Nam Tường. Họ vào một quán mì ăn trưa. Vừa ăn xong đút tay vào áo định lấy tiền ra trả chủ quán, tay của Nhạc Tiểu Long chạm vào một cuộn giấy nho nhỏ. Chàng lấy làm lạ, dở cuộn giấy đó ra, cũng chỉ là dọn dẹn một tờ giấy cuộn lại, viết một hàng chữ nghiêng ngả: muốn cứu mẫu thân ngươi, trước tiên phải tìm cho ra Phục Ma Pháp Tạng. Chữ viết rất vội vàng, bên dưới cũng chẳng ký tên ai. Nhạc Tiểu Long ngẩn người, ai đặt vào người của ta tờ giấy này vậy? Cứ xem khẩu khí có lẽ chỉ là Nhạc lão nhân gia thôi. Lăng Hạnh Tiên thấy chàng rút tờ giấy từ trong áo, nàng không thèm nhìn, vì đinh ninh là do Hà Gia Gia ước hẹn gì đó với chàng. Lòng rất buồn bực, nàng nhăn nhó nói, lại là chị em mấy cô nương ấy hẹn hò với đại ca, chứ đâu có gì. Muốn gì sao không nói thẳng đi, cứ lén lén lúc lúc sợ tiểu muội biết vậy đó. Nhạc Tiểu Long biết nàng hiểu lầm nên khẽ cười. Hạnh Tiên, tiểu muội phải xem giấy do ai viết cái đã chứ. Lăng Hạnh Tiên giận dỗi, tiểu muội không cần xem đâu. Nếu nàng ta chịu cho tiểu muội xem thì đâu có lén lút nhét vào áo của ca ca. Tiểu muội hãy đọc đi rồi hãy trách người ta mà. Lăng Hạnh Tiên miễn cưỡng cầm tờ giấy đọc lướt qua rồi giật mình. Cái này là do ai viết vậy? Ta cho rằng có lẽ là Nhạc lão nhân gia đó. Nhưng nếu theo lời lão, chúng ta phải đi tìm Phục Ma Pháp Tạng ở đâu? Xem ra Phục Ma Pháp Tạng cực kỳ quan trọng. Chúng ta chỉ còn có cách gặp lão tiền bối bí mật kia rồi hãy tính sau. Chàng vừa nói tới đó thì bỗng chợt thấy một hán tử mặc áo màu đen từ cửa quán mì đi vào. Hắn vừa ngồi xuống đã đưa mắt nhìn hai người thăm dò. Nhạc Tiểu Long rút ra một nén bạc dụng gọi tiểu muội, chúng ta đi thôi. Lăng Hạnh Tiên đứng lên đi ra, sắp sửa ra bên ngoài cửa quán thì đột nhiên có tiếng người trầm giọng: mời nhị vị hãy đợi một chút. Nhạc Tiểu Long quay đầu lại, người trầm giọng gọi ấy chính là tên hán tử áo đen. Bất giác chàng dừng chân nói: huynh đài muốn nói gì với phu phụ tại hạ? Lăng Hạnh Tiên nghe bốn tiếng phu phụ tại hạ, nàng thẹn đỏ mặt, cơ hồ không dám nhìn lên, nhưng ở trong bụng cảm thấy sung sướng không thể tả. Hán tử áo đen lạnh lẽo nói: không nói với các ngươi còn nói với ai đây chứ? Nhạc Tiểu Long kinh ngạc hỏi lại: tại hạ và huynh đài chưa hề quen biết nhau, không biết có chuyện gì cần nói. Hắn hỏi sách mé: hai người từ đâu đến đây? Chàng đáp: Bảo Sơn. Hắn cười nhạt: định đi đến đâu? Lăng Hạnh Tiên nổi giận cướp lời: chúng ta định đi đâu, ngươi biết để làm gì? Nàng vừa nói lên tiếng thì đã lộ ra âm thanh uyển chuyển của một thiếu nữ. Hán tử áo đen nhìn nàng nghi ngờ rồi đột nhiên trầm giọng bước tới: nghe thanh âm giọng nói của ngươi không giống với tuổi tác 40 đâu. Hán thủ vươn tới chộp vào vai của Lăng Hạnh Tiên. Nhạc Tiểu Long hoành ngang thân chắn ngang trước mặt của Lăng Hạnh Tiên rồi quát lạnh lùng: Thanh Thiên Bạch Nhật, bằng hữu dám vô lễ thế ư? Cái chộp của hán tử không trúng, đột nhiên hắn biến trảo vỗ ngang sườn của Nhạc Tiểu Long. Chiều thế biến đổi giữa chừng rất nhanh nhẹn. Nhạc Tiểu Long cả giận tả thủ của chàng lật qua, bà ngón tay nhẹ nhẹ bốc tới trước, bóng vào cổ tay của hắn. Chiều thức hạ thủ của chàng chính là thủ pháp bốc con cờ của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân. Chàng cũng không hiểu tại sao tự nhiên xuất thủ ra như vậy. Bà ngón tay của chàng đã chộp trúng cổ tay của hắn. Hắn cật lực kéo lại nhưng mạch môn của hắn thấy đau nhói, bả vai không còn một chút lực khí nào. Trong lúc kinh hoàng,
tay tả của hắn nắm lại thành quyền đánh ra một chiêu hắc hổ thân tâm vào ngay giữa ngực của Nhạc Tiểu Lâm. Không để cho hắn xuất thủ, ba ngón tay của chàng ghi mạnh xuống rồi đột nhiên quăng ra ngoài xa. Nên biết các con cờ của Dịch Tiên Nhạc Thiên Dân đều do sắt thép mà luyện thành. Mỗi con cờ vừa nặng vừa lạnh. Nhạc Tiểu Long đã chơi cờ với lão mấy ngày liền. Ba ngón tay của chàng mỗi khi bóc con cờ vô hình trung đều phải dẫn toàn lực. Kinh lực trên chỉ ngón tay đã luyện thành thuần thục, nên vừa ghi vừa quăng trong lúc bất ngờ đã xuất hết chân lực, làm cho tên hán tử áo đen chống cự không nổi. Thần hán bị quăng ra xa 7-8 thước, bốn gió chổng lên trời. Rất lâu lắm hắn mới gượng dậy nổi, đưa mắt lấm lét nhìn hai người. Hắn cười lành lạnh một tiếng rồi chuyển thân chạy thẳng. Lăng Hạnh Tiên thấy Nhạc Tiểu Long nhẹ nhàng cất tay đã quăng tên hán tử áo đen ra xa, bất giác cúi đầu cười thẹn thùng. Long ca ca, thủ pháp ấy phải chăng huynh học của Nhạc lão nhân gia? Thật ra chiêu quá lẹ, tiểu muội chẳng nhìn thấy rõ gì cả. Nếu có ai gây sự, ca ca hãy để tiểu muội thử xem sao nha. Nhạc Tiểu Long mỉm cười, được, xem ra từ đây đến Tùng Giang còn có việc cho tiểu muội thử đó. Hai người gia tăng cước bộ nhắm hướng Tùng Giang. Tùng Giang là một địa phương rộng lớn và nhiều danh thắng như Cửu Phong Tam Liễu, và nơi Lý Thái Bạch say rượu trên mặt hồ còn được gọi là Túy Bạch Trì. Nên người ta mỗi khi nhắc đến Tùng Giang có thể ít biết đến các cổ tích danh thắng, nhưng không ai không biết tới một loại cá thịt cực ngon ở Tú Giả Kiều. Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên khi đến Tùng Giang vừa lúc trời hoàng hôn, nhưng nơi đây vốn có sở lỵ đóng đô, đường xá lại rộng lớn, cửa hàng mua bán, cho nên giờ đó chính là giờ bắt đầu hoa đăng. Chỗ nào cũng treo đầy lồng đèn hoa, người qua lại trên đường vẫn đông như nêm cối. Hai người đang đi trên đường bỗng nhìn thấy trong đám đông một thiếu nữ kéo tay Nhạc Tiểu Long cất tiếng gọi. À, Trương đại ca, Trương đại tổ đã đến đây rồi. Cô cháu đang ở đây, mau mau đến đây. Thiếu nữ tóc thắng thành hai cái biếm đen, giọng nói rất nhí nhảnh, ấy là Hà Gia Gia cải trang. Nàng kéo tay Nhạc Tiểu Long rẽ sang một đường phố khác. Lăng Hạnh Tiên thấy Hà Gia Gia kéo tay Nhạc Tiểu Long chẳng có gì thú vị, nhưng đành miễn cưỡng đi theo. Thì ra Cơ Chân Chân giả trang thành một lão thái bà đang đứng chờ trước một khách điếm. Vừa nhìn thấy hai người, cô nương họ Cơ đã cười vui vẻ. Lại gặp vợ chồng Trương Tướng Công ở đây, thật là tình cờ, nhị vị chắc chưa thuê được chỗ ở, xin mời lên phòng cùng nói chuyện. Bản chất của nàng vốn rất lạnh lùng, tuy cười đón vui vẻ nhưng khẩu khí vẫn có gì đó lạnh lẽo. Vừa dứt câu chào, nàng đã thẳng thốt hỏi, sao trên áo chiêu vị có dấu điểm thế? Nhạc Tiểu Long giật mình, xem ra kinh nghiệm giang hồ của ta vẫn còn non nớt lắm, đến sau lưng bị người ta điểm trúng mà vẫn không biết. Cơ Chân Chân quay sang Hà Gia Gia, Gia Gia hãy chùi mấy dấu điểm cho họ đi. Gia Gia gật đầu, nhị vị không cần phải đợi nữa, cứ theo ta là được. Nhạc Tiểu Long, Lăng Hạnh Tiên đành bước theo nàng. Xuyên ra tiền sảnh, hậu viện có 6-7 gian nhà cho khách thuê. Cơ Chân Chân và Hà Gia Gia ở tại một gian phía đông. Phòng này có 3 gian, trừ gian chính giữa làm nơi tiếp khách, 2 gian hai bên cũng đã đủ rộng rãi. Hai tỷ muội dẫn anh em chàng vào trong phòng. Nhìn thấy Lăng Hạnh Tiên tuy đã ngồi trong phòng mà nét mặt cứ lạnh tanh, Nhạc Tiểu Long miễn cưỡng hỏi, như vị cô nương chắc đến đây đã lâu. Hà Gia Gia cười duyên đáp, ai nói vậy, chúng tôi cũng mới đến đây. Phòng của nhị vị vẫn còn đóng cửa vì chúng tôi đợi nhị vị gần nửa ngày mà vẫn chưa thấy. Đại sư tỷ cứ sợ nhị vị gặp phải bất ngờ giữa đường. Cơ Chân Chân nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi rõ từng tiếng, trước mắt nhị vị có tính toán gì không? Nhạc Tiểu Long đáp, huynh muội tại hạ gấp phải quay về. Cơ Chân Chân đột nhiên giơ cánh tay trắng muốt, không đợi chàng nói hết câu khẽ cười nhạt một tiếng, bắn ra 3 đạo quang nhỏ như sợi tóc về phía cửa sổ. Biến chuyển đột ngột ấy khiến cho Hà Gia Gia giật mình. Chỉ thấy Cơ Chân Chân vừa bắn ám khí xong
người cũng đột nhiên bật dậy, hai chân khẽ điểm bắn người ra luôn sông cửa. Nhạc Tiểu Long không biết nàng phát giác điều chi. Xem ra người của nàng tuy lạnh lùng nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Nếu nàng không nhìn thấy gì quyết không bao giờ xuất thủ. Thế phi thân của Cơ Chân Chân rất mau lẹ, vừa thoáng chớp nhoáng đã giọt ra ngoài sông. Hà Gia Gia lấy làm kỳ hỏi: tên địch nhân này nhất định theo chân của chúng ta tới đây, xem ra chẳng phải chỉ có một hai tên. Chưa nói dứt lời, Cơ Chân Chân đã giọt thân trở về. Hà Gia Gia vội vàng hỏi liền: đại sư tỷ đã nhìn thấy người nào đó chăng? Cơ Chân Chân hừ một tiếng lạnh lẽo nói: người này thân pháp cực kỳ khinh thoát, vừa thấy rõ ràng ở ngoài cửa sổ nghe trộm, ta chợt đuổi theo đã chậm mất một bước không gặp ai cả. Hà Gia Gia lo lắng, xem ra chính bọn Động Sa Đảo đã điểm dấu vào người của chúng ta rồi. Nàng vừa dứt tiếng bỗng nghe một loạt tiếng chân dừng ngay trước cửa. Cơ Chân Chân gấp rút ra lệnh: có người đến đó, chúng ta hãy giả vờ ngủ say đi. Nàng nhảy phốc lên giường từ lúc nào sau câu nói ấy. Hà Gia Gia theo lời đại sư tỷ cũng ngã lưng xuống một trường kỷ giả vờ đang ngủ say. Hai anh em Nhạc Tiểu Long ngồi ngay trên ghế nhắm mắt như ngủ ngồi. Ngọn đèn hơi lay động, đột nhiên đã thấy trong phòng có thêm một bóng người. Thân hình khá thấp, bó mặc một chiếc áo bào màu đen tuyền. Người ấy đứng đối diện với ánh đèn dầu leo lét. Hai mắt của y chuyển động rất mau. Vì y đứng trước ánh đèn cho nên Nhạc Tiểu Long nhìn rõ nét mặt trắng xám, bên má có để một chùm râu bạc. Xem ra y cũng đã ngoài 50 tuổi. Chàng kinh ngạc nghĩ thầm: thân pháp người này kỳ ảo như thế, đương nhiên võ công cũng phải cực cao. Đang phân vân kinh ngạc, đột nhiên chàng nghe hắc y nhân khẽ hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng rồi cười gằn: mấy người đều đeo mặt nạ, bộ tưởng qua mặt được lão phu ư? Vừa nói y vừa đi thẳng đến giường của Cơ Chân Chân. Không ngờ Cơ Chân Chân đã sớm chuẩn bị kế sách. Trong căn phòng này trước sau chỉ có hai khung cửa sổ và một cửa ra vào. Nàng dự liệu nếu địch nhân không vào cửa chính, ắt đột nhập từ cửa sổ sau, chứ không dám phi thân vào cửa sổ trước. Vì cửa sổ phía trước đối diện với sân, nếu đột nhập từ cửa này ắt sẽ kinh động các lữ khách khác. Nhận xét đó của nàng đã dự liệu, bất luận địch nhân vào cửa sổ nào cũng cách giường của nàng không xa. Trong suy nghĩ của nàng, Nhạc Tiểu Long và Lăng Hạnh Tiên bất quá cũng chỉ là hai đệ tử thông thường của Hoa Sơn phái, võ công có hạn, khó có thể chống lại địch thủ. Nàng sắp đặt như vậy để nếu có địch nhân, tự thân hai tỷ muội của nàng sẽ đối phó, không cần đến sự trợ giúp của anh em Nhạc Tử Long. Và anh em chàng cũng không làm vướng bận đến tỷ muội nàng. Lúc ấy Cơ Chân Chân đã há mắt nhìn, thấy hắc y nhân bước từng bước tới gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn khoảng 3 thước. Thì đột nhiên Cơ Chân Chân phiền thân bật dậy quát lên một tiếng lạnh lạnh. Song thủ phát đánh cùng một lúc, hai luồng khí trắng bay thẳng vào mặt của đối phương. Hắc y nhân giật mình hoảng hốt, nhưng y đúng là một người dày dặn kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy hai luồng khói trắng biết ngay là loại mê hương rất lợi hại của ma giáo. Y quét rộng tay áo, thân hình bắn ra vài thước. Cái quét tay của y không hề nghe một tiếng gió động, nhưng có một tiềm lực vô hình cuốn tới, đánh tàn hai luồng khói của Cơ Chân Chân. Vừa bắn ra hai luồng khói, thân hình của Cơ Chân Chân cũng đã bật dậy, theo liền một ánh hàn quang vào ngực của hắc y nhân. Người áo đen cười lạnh một tiếng, chưởng tung ra đỡ kiếm phong của nàng. Nhạc Tiểu Long lo lắng nghĩ thầm, y dám ngang nhiên dùng chưởng đỡ kiếm, trừ phi đã luyện được công phu gì đặc biệt, sao lại dám như thế. Tâm niệm đang chuyển động, đột nhiên nghe một tiếng xoạt. Mũi kiếm của Cơ Chân Chân đã đâm trúng giữa lòng bàn tay của y. Kiếm thế này của nàng mạnh như chém sắt vào đá, nhưng khi trúng chưởng tâm của đối phương, nàng lại thấy cánh tay của mình chấn động đau nhói, bất giác phải lùi lại một bước. Giữa lúc kiếm và chưởng chạm vào nhau, Hà Gia Gia phi thân lên, trường kiếm dựng thẳng đâm thẳng vào lưng của người áo đen. Người áo đen không hề quay đầu lại, tả thủ đánh ngược về phía sau.
Một đạo kinh lực vô cùng mãnh liệt xoay ngược về phía Hà Gia Gia. Hà Gia Gia không dám nghênh tiếp, tránh liền thân qua một bên. Hắc y nhân cuốn ống tay áo lại, phát ra kinh lực kinh người quét ngang tới. Chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc, bàn và chiếc ghế bị ống tay áo của y quét qua vỡ tan trong nháy mắt. Hà Gia Gia giật mình sợ hãi. Chưởng lực tên này thật là đáng sợ, may mà vừa rồi ta tránh kịp. Chỉ chớp mắt, mũi trường kiếm của Cơ Chân Chân bị đánh bật ra. Nàng kinh ngạc đến ngây người rồi lạnh lẽo quát: Thiết Xà Chưởng cũng chẳng có gì đáng sợ. Đột nhiên nàng chuyển thân, trường kiếm huy động liên tiếp đâm tới. Chỉ thấy những luồng sóng lạnh bay qua cuốn lại, trong chớp mắt biến thành một lưỡi kiếm ảnh tấn công người áo đen. Đồng thời Hà Gia Gia quát to một tiếng, thân hình hoành tới, tay phải xuất kiếm, trước sau cùng tấn công tới đối phương. Kiếm thế của hai nàng càng đánh càng lợi hại, nhưng người áo đen vẫn dùng tay áo không đối phó, thân hình đảo lộn trong gian phòng chung di có ba thước. Hai luồng kiếm quang chớp nhoáng như mưa bão, tiền hậu cùng tấn công, thế mà không hề chạm được chéo áo của y. Nhạc Tiểu Long thấy hai cô nương liên thủ đánh tới hơn 20 chiêu, chẳng những không thể đâm trúng đối phương mà chỉ bức y ép lùi lại mấy bước cũng không xong. Chàng ngồi yên một chỗ quan sát, không hề nhìn ra chỗ sơ hở nào của người áo đen, trong bụng vừa kinh ngạc lại vừa lo lắng. Bằng thân thủ của hai cô nương này trên giang hồ cũng đã là hiếm có, thế mới biết võ công của tên áo đen này cao hơn rất nhiều. Đột nhiên chàng nghe một tiếng rú nhỏ rồi tiếng la kinh hoàng. Tiếng hò khô khan liên tiếp nổi lên, tay áo rộng của tên áo đen cuốn lấy trường kiếm của Hà Gia Gia, ấn lực tới đẩy nàng phải lùi liên tiếp mấy bước. Chưởng tuy phải y, đồng thời đập trúng vào vai của Cơ Chân Chân. Cơ Chân Chân hự một tiếng, cước bộ lão đảo lùi lại. Hiển nhiên nàng đã bị trúng thương. Nhân ảnh tách ra, tên áo đen cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhảy tới trước một bước, chỉ pháp đâm thẳng vào huyệt đạo của Cơ Chân Chân. Nhạc Tiểu Long nhìn thấy quảng kinh, tuy ở trong lòng có vẻ e dè võ công của đối phương, nhưng chàng không thể để cho nàng bị trúng độc thủ. Chàng quát lên một tiếng, thân hình giọt tới, lập tức chặn ngang trước mặt của Cơ Chân Chân. Chớp nhoáng xuất kiếm, mũi kiếm đương nhiên đâm thẳng vào cổ tay của tên áo đen. Nhạc gia thập tam khoái kiếm, từng được xưng tụng là thiên hạ vô song, trong lúc gấp rút, kiếm thế của chàng càng mau như chớp giật. Tự như Hắc Y Nhân không ngờ Nhạc Tiểu Long đã hoành thân xuất kiếm, cũng không ngờ kiếm thế thần tốc đến như thế. Y hơi giật mình, bị chàng bức lui lại nửa bước. Y hai mắt đổ lửa lạnh lùng nói: Tiểu tử thật muốn chết ư? Vừa nói chuyện thế vừa nhắm Nhạc Tiểu Long đánh tới, một luồng kình phong quạt tới. Nhạc Tiểu Long tự biết võ công không bằng y, không dám nghênh chưởng. Thân của chàng nghiêng qua, kiếm lật lại đâm vào cạnh thân y. Từ thuở nhỏ chàng đã học kiếm, kiếm pháp gia truyền của nhà chàng, lấy tấn tốc làm sở trường, đương nhiên là lấy tấn công làm chủ. Kiếm thế thứ nhất vừa quét tới liên tiếp, thì đã xuất ngay kiếm thế thứ hai liên tục tấn kích, hàng quang lóe lên, khắp phòng mau như điện chớp. Nhạc gia khoái kiếm khi xưa đã dương danh một thời trên giang hồ, đương nhiên là phải có chỗ độc đáo của nó. Dù công lực của tên áo đen có thâm hậu tới đâu, trong nhất thời cũng bị kiếm thế của chàng bức lùi liên tiếp ba bước. Y cười gằn: Khoái kiếm Nhạc gia, mau thực! Tay phải của y dùng tới xoay thẳng vào giữa luồng kiếm ảnh, đoạt luôn trường kiếm của Nhạc Tiểu Long, đồng thời chưởng tay trái đánh luôn tới. Một luồng khí lạnh lẽo âm thầm của chưởng y ập tới. Nhạc Tiểu Long vừa thấy tay bị chấn động, trường kiếm đã lọt vào tay đối phương, chàng hốt hoảng kinh định lùi lại nhưng không còn kịp. May mà chàng luyện võ từ nhỏ, phản ứng rất linh hoạt. Trường kiếm vừa rời khỏi tay chàng liền thu về, đặt tay vào ngay eo. Chỉ nghe một tiếng như tiếng rồng kêu. Một đạo thanh quang đột ngột bắn ra, mau như sao xẹt bao bọc lấy toàn thân của chàng. Nguyên lai vì trường kiếm bị tên áo đen đoạt mất là trường kiếm của phái Hoa Sơn, còn thanh bàn long kiếm gia truyền của chàng vẫn giấu ngang eo lưng. Trong lúc gấp rút, chàng thi triển liền chiêu thanh nghê nhiễu nhật do lão nhân áo đen bí mật dạy chàng. Lăng Hạnh Tiên
vẫn ngồi nguyên ở trên ghế. Khi Nhạc Tiểu Long hoành thân tới cứu Cơ Chân Chân, nàng vội đứng bật dậy, trong tay đã nắm sẵn ám khí Hồi Phong Điệp. Lúc ấy mắt nàng nhìn rõ Long Ca Ca bị người ta đoạt mất trường kiếm, nàng hết sức vội vàng bắn ám khí trong tay ra. Hồi Phong Điệp quạt ra hai cánh nhỏ xoay thành nửa vòng tròn, không phát ra một tiếng động, bay tới sau lưng của tên áo đen cắm vào vai hữu của y, rồi mau lẹ quay trở về tay của Lăng Hạnh Ti. Sự việc xảy ra kể thì chậm, kỳ thực từ lúc tên áo đen đoạt kiếm của Nhạc Tiểu Long, thu tài rút bàn Long kiếm, đến lúc Lăng Hạnh Tiên bắn ám khí Hồi Phong Điệp xảy ra chỉ nhanh như là trong cái chớp mắt. Chưởng của tên áo đen đánh tới đụng vào kiếm thế đang tỏa rộng của Nhạc Tiểu Long, khí lạnh thoát ra khắp phòng, lưỡi kiếm chém rụng một ngón tay của y, máu phun ra liền. Đồng thời y thấy vai hữu đau nhói vì trúng ám khí, trường kiếm của y vừa đoạt được tức thì rơi xoảng xuống đất. Đột biến này ra khỏi dự liệu của tên áo đen, y kinh hãi lùi lại thân hình giọt luôn ra cửa biến mất. Nhà Tiểu Long vừa xuất xong chiêu kiếm, bỗng nhiên thấy một luồng hàn khí xông tận vào xương cốt, bất giác chàng run rẩy thu kiếm về vỏ. Lăng Hạnh Tiên mới thử ám khí Hồi Phong Điệp lần đầu, thấy nó chớp nhoáng bay về tay mình khi đánh trúng địch nhân, nàng lấy làm vui vẻ buộc miệng kêu lên: "Long ca ca, có lẽ lão tặc đã bị trúng độc châm của tiểu muội rồi." Chưa dứt lời, nàng nhìn thấy Nhạc Tiểu Long vẫn đứng nguyên một chỗ, mặt tái xanh, toàn thân run lên bần bật. Nàng hoảng hốt vội vàng hỏi: "Ca ca làm sao vậy?" Bước tới, nàng đưa tay đỡ lấy chàng. Thân chàng vẫn run bần bật, hai hàm răng đánh nhau nghe canh cách, lạnh lắm. Lăng Hạnh Tiên vội nắm lấy cổ tay chàng mới biết tay chàng lạnh giá, nàng sợ hãi hầu như lạc giọng: "Ca ca ơi, ca ca bị thương rồi sao?" Lúc ấy Cơ Chân Chân đã ngồi hẳn xuống đất, khoanh hai chân lại, mắt nhắm điều tiết hơi thở. Hà Gia Gia ấn một chưởng vào lưng của nàng, trợ giúp nàng vận công điều tức trị thương thế. Cơ Chân Chân hốt nhiên mở mắt, hơi thở rất yếu, nàng bảo: "Đại ca của cô nương đã bị trúng phải âm dương thủ, âm phong thấu cấp chưởng của Mã Phi Hồng rồi. Gia Gia, mau cho Kỷ thiếu hiệp uống một viên bảo tâm đan của chúng ta đi." Hà Gia Gia nghe lời thu hồi thủ chưởng, vội vàng rút ở trong người ra một lọ ngọc nho nhỏ, dốc ngược đổ ra một viên hoàng thuốc màu đỏ. Cầm viên thuốc bằng hai ngón tay, nàng đặt vào miệng của Nhạc Tử Long rồi nhu hòa nói: "Kỷ thiếu hiệp mau mở miệng ra." Hai hàm của Nhạc Tiểu Long đang rung lập cập, miễn cưỡng lắm mới mở được miệng. Hà Gia Gia mau lẹ đẩy viên thuốc vào, không cần nuốt vội, cứ ngậm ở trong miệng nó tự sẽ tan ra. Lăng Hạnh Tiên nhìn hai ngón tay trắng trẻo xinh xinh của Hà Gia Gia chạm vào miệng của Long Ca Ca, nàng không để ý gì đang lo thương thế của ca ca. "Đại ca ta trúng phải âm phong thấu cốt chưởng, không biết có nguy hiểm lắm không?" Cơ Chân Chân lạnh lẽo đáp: "Đã uống bảo tâm đơn có thể giữ yên được tâm mạch trong vòng 12 giờ không có khí lạnh xâm nhập. Có lẽ thương thế của nàng cũng rất nặng nên chỉ mới nói có vài câu, ngực đã phải thở dồn dập, nàng phải nhắm mắt lại." Lăng Hạnh Tiên thảng thốt: "Thế phải làm gì bây giờ?" Hà Gia Gia nhăn mặt: "Kỷ thiếu hiệp bị trúng âm phong thấu cốt chưởng, dưới gầm trời thiên hạ chỉ có âm dương." Đột nhiên Cơ Chân Chân thở hổn hển kêu to: "Gia Gia!" Gia Gia lập tức ngừng lời. Lăng Hạnh Tiên nghe câu nói của Hà Gia Gia, chính đúng chỗ chỉ ra cách cứu thương của âm phong thấu cốt chưởng vốn bị Cơ Chân Chân bảo ngừng lời không cho nói nữa. Nào ngờ gọi tên sư muội xong chẳng thấy Cơ Chân Chân nói gì, mà Hà Gia Gia cũng chẳng nhắc lại câu cũ. Lăng Hạnh Tiên đang định hỏi thì bỗng thấy Cơ Chân Chân một tay ôm ngực thở rất khó khăn: "Gia Gia, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời khỏi nơi đây mới được." Chỉ có một câu mà phải thu hết sức mới nói xong, hiển nhiên thương thế rất là trầm trọng, khó có thể chống giữ lâu dài. Hà Gia Gia kinh hoảng nói: "Đại sư tỷ, thương thế sư tỷ và Kỷ thiếu hiệp rất nặng." Cơ Chân Chân khẽ lắc đầu: "Không được, Mã Phi Hồng tùy tạm rút lui, tất có người mạnh hơn y, cao thủ mà đến đây chúng ta sẽ nguy mất, mau cho ta uống thêm 6 viên nữa." Nói xong câu ấy, Cơ Chân Chân phun ra một búng máu tươi.
Hà Gia Gia luống cuống rút một viên hoàng dược đẩy vào miệng của sư tỷ, Cơ Chân Chân nhắm nghiền đôi mắt. Mau đỡ ta dậy, chậm quá e không kịp đó. Hà Gia Gia hơi thất sắc, chúng ta biết đi đâu bây giờ? Uống xong viên thuốc, tinh thần của Cơ Chân Chân hơi hồi phục, nàng bảo cứ phải rời nơi đây rồi tính. Hà Gia Gia nhìn Lăng Hạnh Tiên thẳng thốt, kỹ muội, muội hãy đỡ lệnh huynh lên, chúng ta đi thôi. Lăng Hạnh Tiên thấy tay chân của Nhạc Tiểu Long vẫn lạnh toát và chàng như đã hôn mê mất rồi, ở trong lòng vừa gấp vừa sợ không biết quyết định ra sao. Hai mắt của nàng bắt đầu rớm lệ, liền gật đầu. Hà Gia Gia quạt ống tay áo cho tắt hết các ngọn đèn, rồi một tay ôm choàng lấy lưng của Cơ Chân Chân đỡ sư tỷ lên. Kỹ muội muội theo ta nha. Dứt lời, hai sư tỷ muội nàng ra mở cửa. Lăng Hạnh Tiên ôm Nhạc Tiểu Long lên rồi vội vàng bước theo. Bốn người đi qua một con đường nhỏ, lúc ấy trời tối đen như mực, không thấy bóng người. Hai nàng gia tăng cước bộ vượt qua con đường nhỏ ấy. Cơ Chân Chân thiều thào nói, Gia Gia, khi đến khúc quanh trước mặt lập tức hãy ẩn thân vào bóng tối. Hà Gia Gia kinh ngạc, có người theo chúng ta ư? Có thể là như thế. Dứt lời, bốn người đã đến khúc quanh. Hà Gia Gia hô lên nho nhỏ, kỹ muội mau ẩn thân vào bóng tối. Lăng Hạnh Tiên vội vàng vâng lời. Hà Gia Gia đặt sư tỷ tựa lưng vào một góc tường, vừa tối vừa ẩm. Chỉ thoáng chốc, quả nhiên nàng nhìn thấy một bóng đen vội vội vàng vàng từ con đường bên kia đi tới. Đụng khúc quanh ấy thì hắn ơi dừng lại, chờ đưa mắt giáo giác nhìn quanh. Thân hình của Hà Gia Gia như hồn ma bóng quế liền xuất hiện trước mặt tên ấy, cười lạnh lẽo. Phải chăng bằng hữu tìm chúng ta? Cánh tay ngọc theo câu nói vung lên, một luồng bụi đen tỏa ra khắp mặt đối phương. Tên ấy chỉ kinh dị kêu kịp một tiếng ối lên, rồi đột nhiên ngã bật ra sau. Hà Gia Gia cười lạnh một tiếng, dùng chỉ điểm vào tử huyệt của hắn, rồi rút trong thân ra một bao phấn rắc lên trên người của hắn. Cấp tốc chuyển thân, nàng ôm Cơ Chân Chân lên bước về phía trước. Lăng Hạnh Tiên nói, có thể hắn còn đồng bọn nữa. Hà Gia Gia quay đầu lại mỉm cười, không sao đâu, nếu đồng bọn hắn có đến cũng không bao giờ đuổi kịp chúng ta nữa. Thì ra chất phấn mà nàng rải trên người của tên kia là độc dược. Nếu quả có người chạy đến nhìn thấy đồng bọn nằm chết giữa đường, đương nhiên là phải lật xác lên coi. Thế là chỉ cần đụng vào, ắt sẽ trúng độc liền. Trong lúc bốn người đi khó khăn vì hai người bị thương nặng, Hà Gia Gia ghé sát vào tai sư tỷ lo lắng hỏi, đại sư tỷ bây giờ nên đi đâu? Cơ Chân Chân vẫn nhắm chặt mắt trả lời, Tây Bắc. Lăng Hạnh Tiên thấy ca ca hôn mê trong tay không hề mở mắt chút nào, nàng càng lo sợ hoảng hốt than dài, đại ca ca thương thế quá nặng. Cơ Chân Chân lạnh lùng, đã uống bảo tâm đan trong vòng 12 canh giờ có thể giữ được tâm mạch, khí lạnh không thể xâm nhập, bây giờ cần phải tìm một nơi nào nghỉ chân, tỷ muội gấp cũng không sao hơn được. Lăng Hạnh Tiên rất buồn bã nhưng cố nén không than gì nữa. Hà Gia Gia vội thúc giục, kỷ muội chúng ta hãy đi mau lên. Hai người triển khai cước bộ cố ôm hai kẻ bị thương phi nhanh thật mau, ước khoảng nửa canh giờ sau ít nhất cũng vượt qua được 20 dặm. Địa thế dần dần hoang vắng, đôi mắt nhìn xa trong bóng đêm đã thấy lờ mờ bóng những dải núi nhấp nhô, núi non trùng điệp. Đột nhiên Cơ Chân Chân mở mắt, cứ đi về hướng tây, dưới chân núi có một con đường nhỏ. Hà Gia Gia lấy làm lạ, đại sư tỷ đã đến chỗ này rồi ư? Cơ Chân Chân không trả lời câu hỏi ấy, cứ nói, con đường nhỏ ấy sẽ dẫn lên trên núi, trên đó chúng ta cứ đi về hướng tây, xuyên qua một khu rừng thông ở sau núi, chỗ ấy có một tòa nhà bỏ hoang, địa thế ẩn mật, có thể cho chúng ta nghỉ ngơi được. Thương thế của Cơ Chân Chân thực ra rất nặng, chỉ nhờ sự trợ giúp của Dược Hoàng nên mới tạm thời ức chế được nội thương. Lúc ấy nàng nói một hơi dài nên hơi thở đã đuối, từ từ nhắm mắt lại. Hà Gia Gia không dám hỏi thêm, cứ theo chỉ dẫn của sư tỷ đi tới chân núi. Quả nhiên có một con đường nhỏ ngổn ngang sỏi đá chạy gian theo chân núi vòng về hướng tây. Hà Gia Gia, Lăng Hạnh Tiên mỗi người ôm một người đi độ nửa dặm nữa. Tuy chỉ mới nửa dặm nhưng đường núi rất khó đi, lại ôm thêm một người
nên cả hai đều mệt ngất. Cố đi thêm một đoạn đường núi, đã có hướng đi, hai người bỏ con đường núi, vòng khu rừng thông. Cố đi thêm một đoạn nữa, hai người đã vòng tới sau núi, qua khỏi khu rừng thông. Sau núi này rất âm u kín đáo và cũng hoang vu, hơn nữa cỏ mọc cao quá đầu người, loạn thạch rải rác khắp nơi. Cách chân núi không xa có một con sông lớn chảy cuồn cuộn về phía đông. Hai người đi đến đây đã kiệt lực, mồ hôi ra ướt đẫm cả người, đành phải dừng chân nghỉ chốc lát. Đột nhiên Lăng Hạnh Tiên reo lên một tiếng a vui mừng, rồi nàng gọi to: "Hà Thư Thư, mau đến đây xem kìa, cạnh khu rừng kia có ánh lửa." Hà Gia Gia chưa kịp đáp, Cơ Chân Chân đột nhiên mở mắt hỏi liền: "Ánh lửa ở đâu đó?" Lăng Hạnh Tiên chỉ về hướng sườn núi. "Ở trên ngay sườn núi đó," Cơ Chân Chân nói. "Thế thì lạ thật, các trang viện ở đó hoang phế đã lâu, sao lại có ánh lửa có người ở?" Hà Gia Gia ngờ vực: "Đại sư tỷ, chúng ta có nên đến đó không?" Cơ Chân Chân đáp: "Nơi ấy rất thích hợp cho chúng ta nghỉ ngơi trị thương, sao lại không đến?" Lăng Hạnh Tiên ủ dột: "Nơi đây hoang vu thế này, nếu trong tòa nhà hoang phế ấy có bọn ác nhân ở, ta lại hai người bị thương, e rằng không ổn thỏa." Không đợi nàng nói xong, Cơ Chân Chân lạnh lẽo: "Có cái gì không ổn thỏa? Dân Trung Nhị Kiều sợ ai chứ?" Lăng Hạnh Tiên biết bản lĩnh cô ta rất là ngang ngạnh, nên cố nén không nói gì nữa. Cơ Chân Chân lại nói: "Từ đường đây đã tốt hơn rồi, cứ đến gần bờ sông sẽ gặp một con đường lát đá dẫn lên trên núi đó." Hà Gia Gia theo lời nói đi đến bên bờ sông, quả nhiên thấy một con đường lát đá thẳng lên sườn núi. Liền đó bốn người theo con đường ấy gia tăng bộ tiến lên trên cao. Tòa trang viện nằm san sát giữa lưng vào vách núi loạt thởm, giữa một thung lũng chung quanh được núi non che chở kín đáo. Chung quanh vẫn còn bức tường đắp đá như tường thành, tuy đã có tàn khuyết ít nhiều. Đến trước cánh cổng to lớn nhưng bạc hết màu vì mưa gió, Cơ Chân Chân lên tiếng bảo: "Dạ dạ, người đặt ta xuống đất, leo trên cành cây nhìn xem ánh lửa phát ra từ trong phòng nào." Hà Gia Gia dâng lời, đặt đại sư tỷ xuống, tung thân phi lên trên một cành cây cao gần đó chăm chú nhìn vào. Tòa nhà hoang phế này rất rộng lớn, chiếm nguyên cả một thung lũng, với tòa ngang dải dọc, lâu đài đình tạ. Tuy đã sập đổ một phần, nhưng những cái tàn khuyết còn lại vẫn trùng điệp, những mái ngói siêu vẹo, rõ ràng là cơ nghiệp của ai đó trước đây rất giàu có. Ánh lửa đèn leo lét phát ra trong một tòa tiểu lâu ở hướng đông gần sát viên môn. Hà Gia Gia nhảy xuống đất rồi báo: "Đại sư tỷ, trong ấy chỉ có hai tòa tiểu lâu là có vẻ nguyên vẹn, ánh lửa phát ra từ một trong hai tiểu lâu ấy." Cơ Chân Chân hơi tư lự: "Bây giờ là khoảng canh mấy?" Hà Gia Gia ngửa mặt nhìn ánh sao rồi đáp: "Có lẽ là canh ba rồi." Cơ Chân Chân lạnh lùng nói: "Thế thì trong nhà có người ở đó, hãy vào đi." Hà Gia Gia vốn biết tính tình của đại sư tỷ không thích ai nói nhiều, bèn vâng lời đến gần cánh cửa, đưa tay đấm mấy tiếng vào chiếc vòng đồng. Giữa hoang sơn tĩnh mịch, chiếc vòng đồng dội lên rất lớn, không ngờ đợi khá lâu mà vẫn không thấy có người đáp ứng. Hà Gia Gia lại đấm thêm mấy tiếng nữa, sau đó cao giọng gọi vọng vào: "Trong ấy có ai không?" Qua một lúc nữa mới nghe có tiếng người bên trong: ta đến đây, ai đó, ôi trà ơi, ở giữa lúc tối tăm như thế này." Tiếp theo bóng người di động chậm chạp mở cổng, đi ra là một lão bà tóc bạc phơ, lưng gù, mặc áo màu xanh bạc phến, trong tay cầm cái đèn phất. Nhìn Hà Gia Gia thăm dò, lão bà ho lên sù sụ: "Ồ, tiểu cô nương, các người..." Cơ Chân Chân mở hai mắt kêu lên: "Lô má má, có phải bà không?" Lão bà tóc bạc lấy làm kỳ nhìn Cơ Chân Chân hỏi liền: "Cô nương biết lão bà ư?" Cơ Chân Chân đáp: "Lô đại má, ta là Cơ Chân Chân đây mà." Nàng kéo cái mặt nạ xuống rồi nói tiếp: "Ta bị thương rất nặng." Ánh mắt của Lô đại má lóe lên:
Lão bà kinh hoàng: Ồ, cô nương, tại sao bị thương? Cô nương không sao chứ? Mau vào trong này nghỉ ngơi. Hà Gia Gia nghi ngờ nhỏ giọng hỏi: Đại sư tỷ quen biết lão bà này ư? Cơ Chân Chân mệt mỏi đáp: Gia Gia, hãy vào đi. Hà Gia Gia, Lăng Hàm Tiên theo nhau bước vào. Lô Đại Má thuận tay gài cánh cổng lại rồi nhấc cao cái đèn dẫn đường. Lăng Hạnh Tiên đi cuối cùng quan sát cái hoa viên rộng lớn đầy gạch vụn ngói vỡ, lẫn trong đám cỏ tùm. Cảnh vật hoang lương khiến cho người cảm thấy lạnh toát. Lô Đại Má dẫn bốn người đi qua những chốn hoang sơ, chỉ có nền nhà, cuối cùng đến một tiểu lâu ở phía tây. Lão bà vội vàng xô cửa lầu đến một thang gác. Tiểu lầu này có hai tầng được quét dọn rất sạch. Ở trên tầng cao có hai gian phòng rộng rãi. Đặt đèn lên bàn rồi lên tiếng bảo: Tiểu cô nương hãy đặt chân cô nương vào giường, để lão bà dẫn đại tẩu đây sang phòng bên cạnh. Hai người, một là Hà Gia Gia cải dạng thành cô nương nhỏ bé, còn Lăng Hạnh Tiên cải dạng thành một phụ nhân trung niên, nên Lô Đại Má mới gọi là tiểu cô nương và đại tẩu. Lăng Hạnh Tiên bị lão bà gọi là đại tẩu, hai má của nàng nóng bừng, không thèm lên tiếng. Cơ Chân Chân thở hổn hển nói: